sống. Hay thế nhỉ. Quả này to chưa? Cái cán, cái cán quả ở trong ấy không? Mệt, con này đóng lúc mệt ngay. Bây giờ mình nhấc lên sao nó lại luôn. Đã nhỉ. Đã lưỡi. Thành nhân pha nước chấm cao bang này, nhìn trông dã man chưa? Này ăn tè lưỡi. Đây cái bát của mình. Các bạn nhìn bát của em cho ít thôi nhé. Cá lớn chuẩn luôn nhưng mà hơi lâu các bạn. Phải hạ xuống các bạn nhé. Đỏ lắm. Khô nhỉ, bắt đầu khô rồi. Cắt. Wow. Ui, mới thịt bên trong. Trông như buồng trứng nhỉ. Trông như buồng trứng thịt thì trông dã man. À. Ui. Hello, xin chào cho anh em quay trở lại với channel của em nhá. Hôm nay hành trình mấy anh em đi câu rồi. Chui tận trong rừng sâu. Để coi nhìn gì à? Một thỏ. Thỏ này ôm mía, vẫn ôm mía như đợt trước anh em chúng tôi đi nướng gà các bạn. Ôm gà đi ạ. Trước là ôm gà thì bây giờ là ôm mía đi. Thì trời mùa đông đến rồi, câu cá ngồi trời rất là lạnh các bác nhá. Ngồi đợi cá rất là lạnh, thế là phải làm thêm một cái gì đó ấm ấm anh em ngồi. Đây các bạn này. Hôm nay tuyển thêm được một giai nhân đi câu các bác nhá, cần thủ ở bên Thủy Nguyên Hải Phòng đây. Em người Thủy Nguyên anh em nhá. Nhiều anh em cứ hỏi bác ở đâu, quê giọng giống Hòa Văn Phút quá không biết ở đâu. Đây tí hai người câu là bọn em phải phạt cả cái bụi đi các bác nhá. Chứ không thì một cái lỗ này chỉ mình em câu thôi. Em nhìn chưa? Một lỗ này chỉ mình em câu rồi phạt cả cái bụi đi. Thì hai anh em mới câu được. Bằm cả ra đây anh. Ê, tí mình lấy cái chạc này để nướng nhá. Hôm nay trời mùa đông rồi, nướng đồ ăn. Để lấy hai cây nằm chạc. Cắm đó. Đi có đồng đội nó vui hơn hẳn anh em nhé. Nọ em đi vào đây câu mình mà ngồi mình nó vẫn run run. Này có đồng đội đi nó vui. Có hai thằng này làm nó cũng nhanh. Rồi đấy, làm cái lỗ này nó ổn đấy. Giờ chỉ cần chặt qua một cây nữa thì hướng ra đây. Đấy, cái lỗ chú câu nó đẹp luôn. Úi. Kiếm thêm một ít củi cho bác nhá. Làm thêm một ít củi này để nấu này. Củi này nó nướng cho nó được bền. Đây là cái bạch đàn đó bác. Là những cái khúc này thì mình nướng tí làm cái than ấy. Giống như kiểu than hoa đấy bác. Nấu xong nó thành cục lại nướng rất là bền. Bên nửa ngồi mùa đông thì ngồi rất là ấm anh em ạ. Đấy, cái loại nhỏ nhỏ này thì tí đập nhỏ dập ra để mình nằm nòm. Ok, mấy ngày này kiếm thêm ít củi này. Đấy, bác nhìn chưa? To luôn. Ui, anh em nhìn chưa? Làm mấy cây như thế này thì đun thoải mái luôn. Dã man, kia đâu cây to đấy. Nãy kia đâu cũng bự. Đấy, qua nhìn này, đi có người đồng đội như thế này, người anh em như thế này thì mới sướng này, hai cục này mà đốt thì thôi rồi. Đến chiều luôn. Ở chỗ này đi. Đấy. Ngang đường bánh trưng. Ngang đường bánh trưng luôn. Đây anh em giờ sẽ cắm đây. Phê chưa các bác này. Những cục phải đúng ngang cái nấu bánh trưng. Anh em nhìn cục dã man thế này cơ mà. Cái này phải nướng con trâu. Chạc ở đây vừa kiếm có cái chạc ở anh chặt vứt trên đây rồi. Cái này cũng nhỏ nhỏ còn to lắm. Hả? Bỏ lũi đấy đó. Đây một cây này là đẹp lắm. Cái đấy cái này, cái này vừa cắm. Đấy chặt đến đoạn này cắm là được rồi. Đấy chặt đến đoạn đấy em cắm. Chảo trên này. Phát nhọn thì ok yên.
Mày tay nhỏ thì cứ đòi chặt khỏe đi. Đấy, quá gọn ở bên trên. Nếu có cái chạc thì em cắm xuống là... Hôm nay cái củi nhiều, quyết tâm mà phải để cho nướng nó khô khô nhá. Nọ nướng con gà hơi vội. Đấy. Ok, một cành. Còn cái này vừa nhớ chặt được mấy cành to to vào đâu. Trên kia rồi. Nấm nó cao quá. Nấm cao quá. Quá gọn. Trời, mùa đông rét này đúng là chỉ có cái đồ nướng là ăn sướng rồi nhỉ. Mưa này có mưa, nó chỉ là mưa vớ vẩn nên nó không mưa to. Yên tâm. Làm gì nó cây nhờ dễ cháy. Mới hôm nay thời tiết khô hay như lá này nó cũng dễ bén. Lên là kiếm lên con cần lá khô này. Cái này chỉ là đốm. Ừ. Nó cháy cái nó tàn ngay nhỉ. Rồi lên đấy. Ok. Nồi nửa lên em. Cho những cây nhỏ nhỏ lên đi. Mấy anh em nhặt mấy cây nhỏ nhỏ cho ăn trước cho nó cháy. Ấm ngay. Có lửa hay ấm ngay. Cái này mới ngồi câu cá nhỉ, ngồi vài tiếng được. Nên trước em ra đây em ngồi có mình thôi, nên thành ra là ngồi một lúc thấy chán ngay. Ngồi khoảng 3-4 tiếng thì ngồi ở đấy nó hoang vắng, cứ run run. Ngồi mình ngồi ra gà đấy. Em không ngồi mắt rồi. Mắt rồi. Tối. Ừ, này có mấy anh em nữa thì ngồi thoải mái luôn này, có tí đồ nhắm là ngồi tối các bác ạ. Là anh em tôi đi làm thịt khoai to to bác nhá. Khoai to này đỡ phải ăn cơm luôn. Toàn củ bự thôi. Qua đây, tí có tàn thì bắt đầu cho vào nướng luôn. Đấy, một chuyến đi cả ngày luôn các bác nhá. Bây giờ giao cho thanh niên Vĩnh đảm nhiệm cái món nửa đấy các bác nhá. Bây giờ làm sao cho nó có tàn nên thì tí thanh niên này sẽ ngồi nướng, còn hai anh em tôi sẽ câu. Đây bây giờ bắt đầu là ra đồ rồi các bác này. Tầm này câu là đúng tầm ấy, tầm này tầm trưa đấy các bạn, tầm này khoảng gần 10 giờ để câu cá mùa đông ấy anh em. Mùa đông tầm này mới câu được. Nhưng mà sớm quá thì lạnh quá này cá không cắn, nó đánh nục các bác nhá. Mặc dù là đáy nó bẩn nhưng hôm nay quyết định đánh nục. Móm cũng được, hôm nay mình người có thời gian mà. Ngồi cả ngày được. Nhà sẽ chờ cá lên. Hôm nay mồi em đánh thì đa phần là ủ chua mới cắm viên anh em nhé. Này đánh hẳn cắm viên thì bởi ở đây đánh nó thối lắm, thành ra là mình đánh mồi nó ngon ngon là tí cho cá nó vào. Chả biết có con nào nó vào không thì đáy toàn bùn này. Này em không đánh đơn thì được ngay, nhưng mà không đánh đơn nữa. Muốn săn hàng to thì hôm nay phải chơi nục. Mong là được hàng to, chung đi câu nó may mắn. Phải may mắn nên là hàng các bác ạ, chứ không may mắn không nên đâu.
mồi nào thì cũng thế thôi. Nào một cục to to xuống thì ngâm các bác nhá. Đánh này đánh ngâm là chính. Đó, cân lưỡi đi. Mắc quá nhỉ. Đấy, làm một cục này cho nó cân lưỡi xong xuống nó tan ra là vừa tầm. Ok. Quay rõ đây. Cá thì chưa cắn mà. Ôi thỏ chín vàng quá bác ơi. Quá. Đóng. Ôi. Đóng. Bình tĩnh. Ô, bự em ơi. mau cần này rồi. Để nhanh đi đã. Em cứ thở hào bình tĩnh thôi. Đấy cá cần lên. Đóng hào này anh em ơi. Đấy. Được, con này con. Không phải nhảy, con này không nhảy, cứ dòng cho nó mệt đi. Ui, to thế. Cần đấy không sợ, tắm hắt không sợ. Yeah. Chưa. Dễ trồi lắm. Trồi sao ấy. Ui, trồi con rô phi to vậy. Đỏ lòm đây. Đã nhỉ. Được các bác ơi. Eo gỡ cái cành của em ra đi. Kéo không mất đấy. Mười anh em ơi. Cứ gì cũng ra. Cứ dòng một lúc nào mệt ngay mà. Ý giời. Này để xem nào. Các bác nhìn này. Để anh quay một đoạn nào. Trôi to anh em này. Vứt.
cái này phải vợt. Trôi, con này trôi. Lòng rối rít rồi. Vợt. Hay thế nhỉ. Con này to chưa? Cái cán vợt ở trong đấy không? Mệt, con này đóng lúc mệt ngay. Bây giờ mình nhấc lên sợ nó vả lưới. Đã nhỉ. Gỡ bẻ lưỡi mình ở đâu này. Em ơi, dây này tí là gỡ mệt đấy nhá. Đây, thanh niên đang phải gỡ vợt các bạn này. Chưa chuẩn bị được. Đây, chú cầm lên để anh đóng vợt cho. Đây nha các bạn nha. Thanh niên này mới cầu thả được cá ngay, mình ngâm mãi không được này. Dòng vào đây. Số vợt dài là em cứ bình tĩnh, con này phải lên. To đấy, cái này to đấy. Cứ dòng hóa đây. Wow. Nên lên đấy các bạn ạ. Chú bụi chưa. Đỏ vo luôn. Phê nhỉ. Toàn. To đấy, con này phải. 2,5 cân, 3 cân đấy nhỉ. 2,5 cân. Được, to quá anh em ạ. Thả rõ đi. Phê nhỉ. Úi xời. Ơi, thả góc này, có quà luôn các bác ạ. Vì đấy. Đây, đồ con cá giờ là gỡ mệt nhá. Anh em nhìn này, đồ con cá giờ 2 cân nó díu vào nhau, gỡ mệt. 3 cân nữa. Ui, thế này nhất chú rồi, cứ ngồi gỡ thôi. Cá mắm người ta đánh lưới ác quá các bác ạ. Để ngồi ăn đồ nướng đấy. Anh em nhìn chưa? Cái lưới ác quá, người ta nó cắn này trời rét nữa. May là còn cá chua. Phải nó ngon chưa? Bỏng quá. Quay vào cho anh em này. Ngọt nhỉ. Nó đói ở cái câu cái tầm trưa này đói ăn sướng. Mặt như đậu phàng. Quay mặt mà. Ôi, anh em nhìn quay mặt này chín. Mở bao khoai mẹ mới quên mất không mở ạ. Có con này ôm cây đây.
ok. À, nhắc anh nhớ nhắc nộp kia. À đây. Thỏ này nướng nó kiểu nó quắt vào nó không nở ra. Cắt. Wow, ôi, mới thịt trong. Trông như buồng trứng nhỉ. Sữa đỏ to luôn. Xuống cái ngày đấy, con này cho lớn anh em nhá. Tổ ra mà cái nào chẳng lấy cây thì kê kê như nọ anh em mình kê đấy nhỉ, nó không bị xoay. Cho cháy bớt lại, cháy to quá nó xém một cá rồi. Ok thôi anh em, thì nó mèo đi thì con thỏ, con phân mèo. À đây. Cho hết này ra. Đây ra mình lấy cái giấy ngồi cũng giấy ướt à. Ui. Bụng hai lòng rồi. Đầm nhìn sâu thế. Thế ông nói anh uống bia này có đau đầu không? Đấy, hai thằng uống bia đau đầu. Đau đầu. Anh uống rượu. Rượu đi, bia sợ đau đầu. Uống bia uống rượu. Chầu nước ngọt. Hả? Có nước ngọt kia đây. Nước ngọt. Lần đầu rồi, trên người đâu không? Ngon thế này cơ mà. Thế này chắc là chín bạn này, chín. Nhưng mà đây là quả sầu quả nước chấm mà. Rồi, là chấm cay cái này, chấm phê lắm nhỉ. Bên đây cay không này. Rồi, anh cay này của tầm. Mời anh em ăn thịt thỏ nha. Ở nhà nhá. Ở nhà nhá. Ăn cái phần bên trong toàn thịt nha mọi người. Nào, mua về nó anh em uống này. Mình giảm như... ngoài là lạnh. Khỏe ạ. Ngon. Thịt ngon mà. Khỏe quá. Cay á. Có còn cái dao nữa mà. Có hai dao mà. Có mười nhanh và không cay. Cái cay cay nắng là còn chó mất cay rồi phải hôm bên chỗ cậu nói như đấy mới là cay về xẻo cái miếng ra ra cay dễ trong ở nhà trong ui ớt đắp đéo có con bà còn ngon quá anh ạ. Chơi rồi nó không dọn được, ngoài dài mèo đỏ nếu mày đen cá lớn chuẩn luôn nhưng mà hơi lâu quá.
phải hạ hạ xuống các bạn nhá, tỏ lắm, khô nhỉ, bắt đầu khô rồi. Tôi nhận cái này mà bên vậy lúc đầu anh em câu lên cái lưới ngay thì đẹp nhỉ, bây giờ nó khô luôn. Bây giờ bắt đầu nó chảy nước anh em ạ. Nào chặt nút xuống thôi, tỏ nhỉ, phải nó xoay không? Cái này phải đỡ, mà nếu mà buộc cái tí là nó xoay từ thịt ở con cá này, chứ không xoay cây, kể nó không cây nó xoay thịt đấy, xoay thịt thế này phải có cái đỡ cơ đấy. Em gác đấy, gác cái mía lên đấy, tuyệt vời. Vừa gác con cá lên anh em này, to nhỉ, con này đúng khô ăn phê thừa luôn. Thanh nhiên pha nước chấm các bác này, nhìn trông dã man chưa, này ăn tè lưỡi đấy. Cái bát của mình, cái bát của em cho ít thôi nhá. Đây anh em bên cá vào đi. Nào, thành quả này còn trôi. Úi giời, vật vã. Còn trôi vật vã các bác này. Nhưng mà vừa ấy nướng nhiều nó cũng vỡ thịt rồi. Cái ngọt thơm thế. Đây đây, bỏ vào. Đây anh cầm kia, anh cầm đây nhá. Thơm quá các bác. Mía cũng thơm luôn đấy nhỉ. Từ từ thôi, không vỡ. Úi. Anh dọn cái đấy để em đặt con này vào. Từ từ không có nó vỡ mất, vỡ mất luôn đấy. Nào, đông mạnh như vỡ luôn đấy. Để vị trí cho anh cá ta nằm chỗ này nhá. Thơm nhá. Wow. Con trời vật vã. Cá tươi ngon nướng ăn luôn. Đúng giống nhau. Đâu con trôi, nếu mà con trôi trắng thì nhìn giống con chấm cỏ, còn đâu trôi đỏ nhìn cái biết ngay. Chứ con trôi trắng rồi, còn trôi thi gan ấy thì nhìn nó khác rồi. Wow, bác nhìn phê chưa? Thịt thôi nào ra thôi đấy. Đây anh em thử đi. Sẽ đi. Ui, đang nóng hổi nào các bác này. Đi em bỏ tối. Ê, bên này nha. Ô, có cái bát chấm của anh ngon này, chú này cho gì vào đây? chấm cái này chấm sao được? Ờ chấm cải lắm này. Mời các bác ăn cá với em nha. Đây, bia đó. Chào rồi. Trường bia lạnh hay không lạnh? Không lạnh. Uống bia lạnh phim họng. Mùi cải quá. Và loại nước chấm nhạt nhạt thôi mà. Nước chấm của mấy anh kia cay quá, mình không ăn được. Thì nó chanh. Tôi vẫn chưa thấy cày. Em té hết nữa nhỉ. Em sau tưởng cái chỗ ớt to to là ớt ngọt nhỉ. Sao lại cay thế nhỉ? Lâu cày cái chua chua ăn nó phê. Giữa nó mới cay. Không cay lắm, không cay đâu. Ui. Ngon nhỉ. Thịt trôi chắc thịt. Hộp lá ngải phê. Cay bỏng quá. Chắc thịt. Chấm này em mới xuống. Đâu qua không? Mất miếng. Qua không xịt đâu. Nè, nghe bố nha. Quá. Chưa thấy ai chấm không xịt. Sộp đứng một mình. Thịt dã man. Tảng thịt sướng nhỉ. Tảng thịt này trông kinh khủng. Cá ngay được con trôi. Ngồi uống ngay. Đây, xin bỏ. Đã quá. Con tiên cá này ngon hơn thỏ ấy. Ngon hơn thỏ. Nào, mỗi cái nướng không. Đâu ấy.
Em trồng gành thảo này nó không ngon bằng gà. Gành phải không ngon. Không có rau mà thỏ nó bị khô. Nó khô đâu mà ăn đâu.